đẳng cấp siêu nhân của một vị hòa thượng. Ồ, khác rồi, khác rồi. À, không. Rồi, ra. Ui, ra luôn. À. Bước lại con. Ôi. Rồi, rồi niệm Phật. Rồi niệm Phật đây thầy ra đó. Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật. Nam mô Di Phật, Nam mô Quốc Cổ của Nạn Quang Bồ Tát rồi. Ờ Nam mô Quốc Cổ của Nạn Quang Bồ Tát, Nam mô Quốc Cổ rồi ra. Rồi. Rồi. Ồ ghê chưa? Và như vậy là thầy vừa dùng trưởng gì đó đã khiến một cô gái phải gào thét lên. Hả? Không rõ là sức mạnh của thầy đến từ đâu mà thầy lại có thể đưa một người gì đó để lên trên Phật gì đó. Tôi vừa thấy thầy nói thế. Nha. Đừng đùa với nhà chùa nha. Rồi uống nữa đi, rồi nửa ly rửa mặt. Còn cái thầy rồi, thầy quá giữ đúng lời hứa. Các bạn cho tôi đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.